Các trụ bê tông còn trơ cốt sắt được người dân ví như chông sắt nằm ngổn ngang dọc bãi biển ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên, dù hàng loạt công trình nhà hàng, quán nhậu xây dựng trái phép bị cưỡng chế, tháo dỡ tại chân bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhưng tình trạng nhếch nhác vẫn còn tiếp diễn. Cụ thể, hệ thống nền móng bằng đá, trụ bê tông cốt thép của các hàng quán vẫn chưa được đập bỏ, thu dọn, nằm ngổn ngang khắp nơi. Bằng mắt thường, có thể nhận thấy các trụ bê tông cốt thép đã tạo thành những chông sắt tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, du khách. Đây là các trụ bê tông, dầm sắt từng được các chủ cơ sở xây dựng các nhà hàng, quán nhậu lấn biển. Tuy nhiên, sau khi các nhà hàng bị cưỡng chế, những trụ, dầm này lõi cốt thép lại không được dẹp bỏ, lòi ra trông như những bàn chông sắt nhọn bẫy người dân, du khách. Suốt chiều dài bãi biển dưới chân bán đảo Sơn Trà có gành đá tự nhiên rất đẹp, là nơi nhiều người dân, du khách đến vui chơi, ngắm biển. Do vậy, chứng kiến các trụ bê tông này nằm lẩn khuất dưới nước biển, nhiều người không khỏi e ngại. Một người dân địa phương cho hay, việc cơ quan chức năng tháo dỡ các công trình trái phép, trả lại nguyên trạng cho Sơn Trà là rất tốt nhưng cần phải yêu cầu các chủ cơ sở thu dọn, làm sạch bãi biển. Gia đình tôi thường đưa con cái ra đây chơi vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, nếu để hệ thống bê tông cốt thép ngổn ngang như hiện nay thì quá nguy hiểm. Những cọc sắt nham nhở nhưng bị vùi lấp dưới các hoạt nước biển dâng như các bẫy chông, nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ, người này nhận định. Trước đó, như đã đưa tin, theo kết luận 792 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, toàn bán đảo Sơn Trà có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu. Từ kết luận thanh tra, Đà Nẵng giao Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Trường hợp các hộ không tự giác chấp hành đúng thời gian quy định thì lập thủ tục xử lý hành chính và cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023, lực lượng phối hợp gồm quy tắc đô thị, công an, kiểm lâm của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà và Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng cho bán đảo Sơn Trà.